Thì nay đông dữ người ta. Rồi chia nhau đi rồi. Chia nhau chạy hết trơn. Cái thằng này xe màu đỏ nó đứng đậu hoài luôn à. Ở ra liên tục nữa kìa. Ủa sao có phụ nữ nữa nè. Phải không? Hai gã đàn ông này chạy tới chị Lưu nãy giờ khoảng 4-5 lần ông bà của chú anh chị. Mà cầm theo một cái kề cái súng nữa nè, thấy không? Đó 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 đó. Kiểm Lâm à, đang điều khiển cái live cam. Live cam bay vô khu này nè. Để lấy cái gì vậy? À, tại vì ở đây là gào nè. Do lý do gào á. Anh ngồi nó lấy live cam lên đó. À, anh bẫy chim hả? Chứ nãy giờ em tưởng anh Kiểm Lâm. Kiểm Lâm mà sao làm gì đâu. Quạt à. Quạt gì? Cái quạt cho nó mát à. À, cái áo này là anh đầu tư nhiêu tiền? Có mấy trăm rồi. Rồi quạt đó là pin làm sao? Đúng rồi, pin dự phòng anh. À, anh gắn được pin dự phòng. Vậy nó bóp em... nó có bán kèm cục pin nữa. Trời ơi, đi núi là phải xài vậy đó hả? Vậy mới... Ừ, tụi em. Là làm bộ đầu vậy luôn á anh, nó thả hồng người người lên luôn. Ờ, anh con tụi em bước. Anh nhau mãi đâu ghê vậy? Dạ, em ở Sài Gòn chứ. Nhưng mà ý anh nhau đâu đây mãi anh kia à? Đi lên núi lạc, giờ không biết đi đâu ra đâu nữa nè. Bây giờ anh muốn đi về đâu? Đi xuống núi á. Xuống núi thì anh đang xuống rồi đó. Ờ, này xuống núi hả? Dạ, đang xuống từ từ đó hả? Không, bây giờ anh đang giữa nàng rồi. Cái đấy về hồi bài. Cái đường ngay chỗ, cái khu vô khu mộ, có đường mòn đó là đi vô đâu anh? Đó là lên núi anh. Trên núi hả? Nó có cốc, có lầu nhiều. Dạ. Trên nó có cốc, có lầu nhiều. Không, bây giờ anh đã đi lại khu chợ nên đầy thì ăn cốc bên hội bà ấy, còn bên này không có. À. Bên này chỉ có đi đến núi này thông qua bên Suối Tiên thôi. Dạ. Thông qua bên Đông Trân Quang hả? Đúng rồi. Nãy em đi từ bên Trân Quang qua đúng không? Đúng rồi. Ừ. Anh cứ thường thường là bên Trân Quang không? Em ngày nào chạy bộ qua? Ngày nào cũng chạy bộ hả? Rồi có khi nào anh gặp ổng không? Không. Có gì, bây giờ đâu có vô được đâu. Dạ đúng rồi. Chỉ có đi đường gần ở đằng sau chỗ khu nhà bếp mới vô được thôi. Đúng rồi. Mà đi biết đường đi kìa, không biết đường đi thì khó vô lắm. Đúng rồi. Không không dễ mà. Anh muốn đi vô trong chùa đi phía sau dễ lắm. Anh đi đường này gần hơn này. Đi đường này á hả? Đúng rồi, cái đường này. Con đường bắt qua đây. Là bây giờ đi qua trong suối đá gần hơn nữa. Bây giờ anh đang ở suối đá rồi đó. Anh đi qua đây qua và đi vào suối đá rồi đó. Là giờ đi vô đây là đi vô ông Quang đó hả? Đúng rồi, tí à, đây con đường mòn này anh đi quẹo trái. Đi thẳng vô khoảng có gần 500 mét nữa là tới cái suối đá rồi. Là ngay suối đá là ngay ông Quang. Là suối đá anh đi dọc lên xíu là qua tới bên Suối Tiên rồi. À trời. Là từ Hồ Năm đi tí là về hồ Suối Tiên rồi. Là Suối Tiên là đi sau vào trong chùa Bạch Quang rồi đó. Rồi. Là anh đi sau lưng chùa Bạch Quang á, là anh vô trong chùa luôn đó. Là anh đi ngang qua chùa anh mới ra được đường Suối Tiên. À. Còn có nhang mũi luôn. Có chứ anh, mũi đốt đầy lắm. Mình đi buổi sáng là mũi quá. Rồi mùa mưa này anh đi kiểu nào cũng có. Vậy hả? Mình chui vô trong được không? Dạ, dạ. Chùa Hồ Quang mình chui trong được. Được, anh đi sau đi vô được bình thường. Đi vô sao được luôn, bây giờ em nghe nói là khu sau có bảo vệ mà ta. Đúng rồi, nó có bảo vệ nhưng mà thực tế là đường trước hay đường sau vẫn đi được mà. Dĩ lắm, nó thấy nó dĩ ghê lắm. Dĩ mình làm gì đó đâu dĩ. Yeah. Anh đi vô đó có bao giờ anh đụng bảo vệ không? Dạ. Anh đi vô đó có bao giờ anh đụng bảo vệ không? Lúc ngoài bọn em đi chạy bộ đi ngang qua ngoài đi cái đường suối đá này, bọn em chạy từ trên Suối Tiên vòng về bên hội bà xong đi ngược đây này, đi ngược về Suối Tiên. Không, ý em hỏi là anh đi mà mình đi cái đường nghe nó không gài tháo dỡ rồi anh thấy vô chạy bộ vô anh thấy tháo dỡ chưa? Từ bữa em chưa vào không, tại vì em bị đau chân, em bị nghỉ mất 2 tháng mấy nay em chưa vào. À, em chưa biết là nay mới trở lại ngày đầu tiên. Đúng rồi, em bị quần chim cho đỡ đau chân. À,
nhà nước đeo. Nhà em á, ở ngoài gần quốc lộ 51, chỗ cây xăng Kim Hải. À, cũng gần đây mà. Thì gần. Vậy thành ra cái địa bàn khu vực trong núi này là anh rành số mau luôn. Ờ. Nói chung là đường nào qua chân quan cũng được không? Nhưng bây giờ là gò quẹo chân quan. Đi xây đá thì gần hơn này. Gần nhất đúng không? Ờ, đang cứ theo con đường mòn nó đi là sau lưng luôn đó. Để vô sau lưng đó. À. Ôi, đến nhà vô rồi. Vô chưa? Dính con rồi đó, đang còn con nữa ra rồi. À. Con nó dạy trên đồng rồi đó. À, nó chưa gần luôn. Rồi rồi sao? Dính rồi đó. À. Dính con rồi. Ủa rồi sao anh đeo trên đó máng được hay vậy? Cái có cây. Cái cây anh, cây xào rút đó. Cao lên thấp xuống được. À. Con nó con gì vậy? Con hít bà nghệ anh. À. Gọi là hít cô. Có người gọi bà nghệ. Là cái đó, cái đá tiếp, đá tiếp đó, đó đá tiếp. Cái công trình này trong chỗ là rộng dữ lắm, em thấy ở trên giờ xuống. Dạ, đúng rồi, chiếm đất rừng mà. Nên rộng. Nói chung hết ta luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Chỗ nào cũng có xây dựng hết. Đúng rồi. Nhiều công trình lắm. Nhưng mà những cái công trình lớn là ở trên cao mình mới nhìn thấy thôi, còn những công trình mà nhỏ nhỏ thấp thấp là cây nó che gió là đâu thấy đâu, chỉ vô tiếp cận gần mới thấy được. Đúng rồi. Bây giờ thân quan khô rồi, ông khô rồi, ông không cho rồi đâu, ông muốn bảo vệ, muốn ấy nó chặn hết. Chặn hết luôn. Nhưng mà, nếu mà đi mình đứng ngoài ranh, mình đứng ngoài ranh là được mà. Bây giờ anh đi ấy, từ đây. Dạ. Là anh lên trên suối đá, anh đi qua sẽ gặp một cái tảng đá lớn, đứng xong trên chùa qua anh quay được toàn cảnh luôn. Dạ. Có chỗ đá lớn lắm, đá nó chảy đôi rồi nè. Đứng trên đánh quay hết chùa qua. Hết luôn. Ờ, quay được hết chùa không? Giờ là vô suối đá. Ừ, anh đi suối đá đến hồ Năm á, anh cứ đi dọc theo cái đường mòn hồ Năm đó đi mà qua suối Tiên. Hôm bữa là bọn em đi vô cái chùa gì ta, chùa gì anh? Cái chỗ cái suối đó là bọn em đi vô chui hàng rào luôn, leo qua cây chui hàng rào luôn, bảo vệ nó dí. Hôm bữa em vô trỏng quay 2 ngày, bây giờ là nó thấy bọn em là nó dí. À vậy nó nhận mạng rồi thì thôi. Ừ, nó vô nó thấy bọn em nó dí ghê lắm. Vậy nó nhận ăn mạng rồi thì thôi rồi. Tỉnh sáng Ngọc Tiên á, là sáng lên luôn á, xe ráp lên á. Đúng rồi, tỉnh sáng Ngọc Tiên là nó ngay bên chỗ ấy đúng không ạ? Đó, trên sau lưng chuột qua, tức là chuột con đi tới xíu rồi bên tỉnh xã thì đó tổng ấy rồi. Ngọc Tiên rồi. Với lại cái chỗ thôi anh đi từ suối đá vào cũng quên, từ cái hồ ngay chỗ tỉnh Sáu Tiên lên tới đúng không, chân cầu đúng không, là có cái hồ nước anh ngược lại là vô sau chùa Phật Quang là vô luôn á. Ừ rồi là nó thông từ chùa Phật Quang đi bộ được, từ đấy là đi bộ về bên này được mà. Dạ. Thì đó nó đi vào từ vòng cái khu đấy ba la đây không à. À trời ơi, còn chỗ này thì khó biết hơn, tổng là có đường mòn sau chùa không đi được đâu. Dạ. Chỗ này là khó đi, nãy là đúng rồi nó có đường mòn sau chùa. Bọn em đi cái đường bên kia nó nãy, quay em lên theo cái đường lên, cái đường bên này khó đi lắm. Đúng rồi. Ừ. Anh đi đường kia dễ hơn này, đi vào suối đá này anh đi này. Giờ anh về suối Tiên. Còn bây giờ mà anh đi bộ từ đây thẳng ra kia này, anh đi ra qua đường quốc lộ 6. Còn đi gạo trái đây vào suối đá này, anh vòng này sau núi này vào chùa Phật Quang. Dạ dạ dạ. Thôi giờ cảm ơn anh à, để mình đi em đi dẫn tìm được. Vô nhìn thấy mặt là thấy ơi. Vô cho nó thấy nó dí nó chạy nữa. Chứ bọn. Đúng rồi, đấy, con đường mòn đó đấy. Nãy anh cứ đi vào suối đá, nãy anh đi từ hồ 1 đến hồ 5. Nãy bắt đầu anh dò theo con đường mòn. Chứ mà bọn em bây giờ mà lú lú không đầu lên là tụi nó biết là giờ nó me hết rồi. Nhưng mà xung quanh nó gào hết anh. Chỉ có leo cây, leo gào qua thôi. Không, anh cứ lên cục đá anh quay chừng hơn. Cục đá là nhìn cho nó quay chính nóc không à. Ừ. Thôi em cảm ơn anh ha. Dạ. Em chào anh. Chúc anh sức khỏe nha. Thì anh này anh đi rừng á, rồi anh thấy bây giờ đây, rồi nó anh nói là đi xuống núi rồi, bây giờ tiếp tục đi cái đường mòn này để khám phá những nơi bí hiểm bí ẩn nhất ha. Anh nói cái đường mòn này. Cái gì đùng đùng luôn. Phải đường này không anh? Nói chung thì anh em thì thật ra đó là đường mòn đó hết, bên đây. Bên đây đường này phải không? Đường đó là đường đây coi. Thấy không? Đi ăn lát rồi sao em biết đường ra? Hú. Hú. Đi mấy cây số hú. Này nó cũng chạy qua đó hả? Ê, cái gì cái đùng đùng quái này, đúng là đường mòn này nè. Khoảng 500 mét à.
Nói chung là mấy hôm trước, khoảng chắc cỡ 3-4 hôm trước, anh em đã vào trong đó quay ghi hình, gặp thậm chí gặp bảo vệ, đội trưởng đội bảo vệ luôn. Rồi quay lên thì sau này biết mặt lộ hết. Nè, như là cái ba nè, ông bà thấy theo. Đó, bây giờ mình vô đây nó giống như thế nào à? Mình nhắm hướng mình đi thôi. Ủa phải đây không anh? Phải đây không? Ừ đúng rồi, từ gì từ đó vô đây 200-300 mét thì ông nói 500 mét. Đây nè. Đó. Sao sao im lìm, bữa nay im lìm vậy? Sao im lìm vậy anh? Hả? Anh ơi, bên tay phải anh nói gì anh? Ủa, cái gì? Kìa kìa kìa. Ông thầy ông la cái gì kìa. Kìa kìa, có đệ tử không kìa. Kìa kìa. Ông là tụi nó vô bây ơi. Kìa, ông nói gì vậy? Ông là tụi vô bây ơi. Tụi nó vô bây ơi. Kìa, ông đi kìa. Kìa. Đang gửi chân. Nói cái gì á? Đi đâu vô đâu không tiêu rồi. Cái gì tụi bay ơi gì đó. Nghe là tụi nó vô rồi đi ơi. Phải không? Hay lại xuống kêu người anh này, kìa 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 ông đi xuống cái khu nhà sau rồi. Rồi. Có gì đâu căng, tại vì mấy anh em lộ mặt rồi. Ê ê. Chạy đi. Chạy đi. Ê. Chạy đi. Ôi. Chạy chạy. Ôi. Ra đâu rồi? Lạc đâu rồi? Ủa đi, cái gì? Tiếng súng đâu vậy? Lạc đâu rồi anh ơi? Ủa sao tay ở đây? Ở đây ta trọng gì nè? Hả? Đi đựng đi, nó thấy đó. Nó thấy đó. Ủa? Bên kia đỉnh núi nữa kìa. Kể nhịn kìa. Ở đây. Chết cha quẹo lại. Quẹo lại thành phố ơi. Giờ không biết sao luôn rồi. Đi chưa anh? Đi chưa? Mà này. Căng quá. Bên kia có. Có cái gì nữa kìa. Nó nhận thằng. Có phải đi thử không? Ông nhìn mình ghê vậy. Gần quá trời luôn. Hả? Gần mình sẽ xe anh chạy.
Kìa đi, cái đi bộ lại gần đây. Kìa. Đâu rồi anh? Thầy xa lắm nhưng mà phải hai thằng nãy không anh hả? Nhìn rồi súng bắn hay là ta nổ đá gì đó phải không? Phải hàng nãy không? Hàng nãy nhớ mặc áo thể thao mà. Đó đi đâu quá? Đó đi đâu quá? Đi ra. Đi ra luôn không? Ra coi thử ra. Chạy chạy thôi. Con thằng chơi nó được. Chơi nó không? Kêu nó lại chơi luôn hả? Không. Chơi luôn đi. Làm trọng nó... con thằng không sợ nó làm trọng nó la. Ờ, còn thằng nó đâu? Nó xách xe nó chạy gần rộng đây, cái nguyên cái cháu nó đây nè. Bây giờ mình làm rộng nó chạy nó bu ra thì sao ra hốt cho thằng thua bắt khai ra khai ra thầy đó mà chơi luôn chứ trụng nó dí mình giờ nữa. Biết hôm nay có hai anh em bọn bài, có em với anh Phú Long An thôi. Ô xe chạy vô liên tục kìa. Đó, chạy liên tục luôn hai. Liên tục luôn. Đó, còn một xe chạy đó, một còn một xe chạy hướng cái này nè. Căng dữ vậy. Vậy là hôm nay là rất là căng rồi đó anh Phú ơi. Và clip chọc đến đây cũng xin kết thúc. Xin hẹn quý ông bà cô chú chị những clip tiếp theo. Bye bye tất cả quý ông bà cô chú và anh chị ạ. À.